Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTube. Thưa quý vị, trong kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam đã tiếp nhận nhiều viện trợ quân sự của Trung Quốc, trong đó có các loại thiết bị liên lạc vô tuyến quân sự. Do đã quen thuộc các thiết bị liên lạc của nhau, nên khi chiến tranh nổ ra năm 1979, hai bên đã có những hoạt động gây nhiễu liên lạc của nhau trên chiến trường rất mạnh mẽ. Một bài báo trên tờ Thấu Théo cuối năm 2022 nói rằng, Quân đội Việt Nam đã lợi dụng việc điện đài bộ binh của hai bên giống nhau để tiến hành các hoạt động gây nhiễu hoặc giả mạo nhằm phá hoại hoặc là lừa gạt liên lạc, chặn nội dung thông tin để thu thập tình báo, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động chỉ huy của quân Trung Quốc. Hoạt động gây nhiễu của quân đội Việt Nam chủ yếu nhằm vào các loại điện đài công suất nhỏ như điện đài 2W và điện đài 884, còn các điện đài công suất từ 15W trở lên thì ít bị gây nhiễu phương thức gây nhiễu thông thường là tạo tạp âm có lúc tràn vào tiếng đài phát thanh hoặc những tiếng nói qua loa hoặc là tiếng loa hét phía trung quốc qua thực tế đúc rút kinh nghiệm rằng nguồn gây nhiễu của quân việt nam thường nằm xa hơn khoảng cách từ các tiểu đoàn đến trung đoàn bộ của quân trung quốc và lại càng nằm xa hơn khoảng cách từ các tiểu đoàn bộ đến các đại đội do vậy trong tình huống bình thường gây nhiễu chỉ ảnh hưởng đến liên lạc điện đài chứ không thể áp chế hoàn toàn tín hiệu. Chỉ cần chú ý lựa chọn vị trí điện đài và định hướng anten, điều chỉnh tốt máy móc là có thể giảm thiểu mức độ gây nhiễu của đối phương. Ví dụ, đêm 11 tháng 3 năm 79, điện đài 2W của trung đoàn 383 bị phía Việt Nam gây nhiễu tạp âm. Họ đã lập tức đem điện đài đưa lên đỉnh núi, nâng cao cường độ tín hiệu để kịp thời thu phát tín hiệu điện báo. Thứ hai, là kết hợp xen kẽ điện đài sóng ngắn và sóng cực ngắn. Liên lạc từ sư đoàn xuống trung đoàn, từ trung đoàn xuống tiểu đoàn đều sử dụng điện đài 2W, điện đài 709 hoặc là bộ đàm 884 tạo thành một mạng lưới liên lạc sóng ngắn và siêu ngắn. Khi loại này gặp gây nhiễu, dễ dàng thay thế sang loại kia. Ngày 17 tháng 2, sau khi tiến công điểm cao 540 không lâu, điện đài 2W của trung đoàn 382 bị gây nhiễu tạp âm. Họ đã đổi sang sử dụng bộ đàm 884 để nối lại liên lạc với các tiểu đoàn. Phương pháp thứ ba là lấy giả để bảo vệ thật. Ví dụ, sáng 11 tháng 3, tiểu đoàn 3 của trung đoàn 384 sau khi nhận lệnh rời khỏi chiến trường cần nhanh chóng thông báo đến các đại đội. Nửa giờ trước khi rời khỏi trận địa, mạng điện đài 884 của tiểu đoàn bị phía Việt Nam gây nhiễu bằng tiếng nói, đến nỗi mệnh lệnh phát ra không truyền được đến đại đội 8 là đơn vị đang ở cách tương đối xa để đối phó, đơn vị này đã theo phương án dự phòng, lấy điện đài của đại đội 7 đổi sang tần số 5, các điện đài khác bắt tín hiệu. Sau khi điện đài của đại đội 7 thay đổi tần số, liên âm ý phát sóng, khiến phía Việt Nam lầm tưởng đã thay đổi tần số để theo dõi và gây nhiễu. Do vậy, các điện đài khác còn lại của phía Trung Quốc có thời cơ để dùng tần số cũ chuyển mệnh lệnh rời chiến trường đến cho đại đội 8. Phương pháp tiếp theo là linh hoạt thay đổi tần số. Ví dụ, tiểu đoàn 1 trung đoàn 383 trong khi tấn công ban cương, đài hai oát gặp gây nhiễu tiếng ồn, liên lạc khó khăn. Điện đài chính liền thay đổi tần số làm việc, sử dụng mật ngữ thông báo cho các đài cấp dưới. Trong khi phòng ngự Hà Lai, trận địa tiểu đoàn 2 trung đoàn 384 thường xuyên bị phía Việt Nam sử dụng điện đài 884 gây nhiễu. Lính thông tin Trung Quốc theo kế hoạch dự phòng đã sử dụng phương pháp thay đổi tần số, nhiều lần thoát khỏi sự chế áp gây nhiễu của Việt Nam đối phó với phương thức gây nhiễu của Việt Nam trên đài 2 Bát và điện đài 884. Lính thông tin Trung Quốc có 3 phương pháp hữu hiệu để nhận biết. Thứ nhất là chú ý khẩu âm. Đây là phương thức chủ yếu để ngăn chặn đối phương giả mạo. Khi huấn luyện trước chiến đấu, phía Trung Quốc đã yêu cầu các nhân viên điện đài khẩn cấp rèn luyện tiếng phổ thông, đồng thời phải quen thuộc với giọng nói của từng nhân viên thông tin trong mạng lưới, cũng như giọng nói của các thủ trưởng liên quan. Ngày 27 tháng 2, Tiểu đoàn ba trung đoàn 384 dùng điện đài 884 chỉ huy pháo binh bắn thử vào trận địa của Việt Nam trên điểm cao không tên ở Tây Nam Hà Lai. Khi đang yêu cầu đại đội ở Tiền Duyên báo cáo điểm rơi của đạn, thì trong máy nghe truyền đến một tiếng nói lạ yêu cầu pháo binh bắn rút ngắn lại 200 m Nếu bắn như yêu cầu, thì đạn sẽ rơi xuống trận địa của đại đội 8. Điện đài chính phát hiện giọng nói không đúng, lập tức thông báo cho các đài trực thuộc, chú ý phân biệt giọng nói. Do vậy, điện đài ở Tiền Duyên đã đề cao cảnh giác, nhanh chóng báo cáo chính xác thông tin về đợt pháo bắn của tiểu đoàn. Thứ hai là sử dụng mật ngữ trong khẩu lệnh hỏi đáp. Khẩu lệnh hỏi đáp là một phương pháp nhận biết địch ta dễ làm trên chiến trường, nhưng những lời nói thường sử dụng cũng dễ bị đối phương tìm ra sơ hở. Bởi vậy, quân Trung Quốc sử dụng phương pháp khẩu lệnh hỏi đáp bằng mật ngữ. Các lính thông tin thống nhất sử dụng mật ngữ bên này bên kia đều rất quen thuộc nhau. Khi thực hiện hiệp đồng liên lạc, sẽ dùng mật ngữ thông báo danh tính với nhau để phòng ngừa kẻ địch giả mạo. Khi điện đài của trung đoàn nghe được một yêu cầu của thủ trưởng nào đó mà giọng nói không quen, sẽ lập tức dùng mật ngữ để hỏi với hàm ý hỏi là anh là ai. Nếu bên kia đáp không đúng thì chính là kẻ giả mạo. Phương pháp thứ ba là sử dụng hoàn toàn mật ngữ. Đây là phương pháp hiệu quả nhất khi điện đài của Việt Nam giả mạo thì thường là nắm bắt cơ hội phía Trung Quốc trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ thông thường. Ví dụ, trong chiến đấu tiến công điểm cao năm 40 của Trung đoàn 382, vì sử dụng ngôn ngữ thông thường nên nhiều lần bị điện đài đối phương giả mạo. Sau bài học này, đơn vị này đã kiên trì sử dụng hoàn toàn mật ngữ nên số lượng bị phía Việt Nam giả mạo đã giảm rõ rệt. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là một số câu chuyện về hoạt động gây nhiễu liên lạc của quân Việt Nam đối với phía Trung Quốc trong chiến tranh 1979. ở chiều ngược lại, phía Trung Quốc cũng có các hoạt động tương tự nếu họ phát hiện thấy sơ hở trong thông tin liên lạc của quân đội Việt Nam. ví dụ, chiều ngày 3 tháng 3 năm 1979, trung đoàn 382 nhận lệnh truy quét đối phương. khi tiểu đoàn 3 đến điểm cao 1.100 thì gặp pháo Việt Nam bắn chặn. nhân viên thông tin Trung Quốc nghe được phía Việt Nam dùng ngôn ngữ thông thường để hỏi tình hình pháo bắn. Sau khi xin ý kiến tiểu đoàn trưởng và được cho phép, họ đã giả mạo để xem vào mạng thông tin của Việt Nam rồi dùng người biết tiếng Việt để báo cáo giả mạo. Do đó đã khiến pháo Việt Nam bắn không chính xác, giảm thiểu thương vong cho đơn vị này của Trung Quốc. Quý vị thân mến, câu chuyện này cho cái nhìn về chiến tranh ở một góc độ rất quan trọng nhưng lại thầm lặng ít được nhắc đến, đó là thông tin liên lạc. Thông tin liên lạc được ví như hệ thống thần kinh của quân đội, liên lạc bị tê liệt là quân đội mất chỉ huy, trên không chỉ đạo được dưới, dưới không nắm được ý đồ của trên, quân đội sẽ rối loạn. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.